Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số cái lô mai nha quý vị. Diện ít sơ qua một cái ha. Đây là lô mai cũng hoành cũng lớn lớn đây ha. Còn dài bên kia luôn nha quý vị. Còn ở trong nhà nữa ha. Anh Cường đang đứng ở trong đây đây. Em chào anh. Rồi, chào anh, chào tất cả anh em. Thì hôm nay em còn xuất cái mai để giao lưu với anh em nha. Có ba lô, em giao lưu lô nha. Nguyên lô thì em bao ship 100 cây. Rồi. Thì lô đầu tiên thì hoành từ 20 tới 24 bành anh. Dạ, có bao nhiêu cây anh? 19 cây anh. Lô đầu tiên, lô số 1 có 19 cây ha. 19 cây. Hoành từ 20 đến 24. Dạ. Rồi, nói chung là cây này thì mình bứng về làm sao để vậy, chưa có khai thác ha. Có một em này khai thác sơ sơ cho quý vị xem trước thôi ha. Chưa có làm bầu, mấy em kia thì chưa có làm bầu làm đế gì hết ha. Em đo hoàn thử cho anh em xem ha. Rồi. Cây lớn cây nhỏ thôi. Cái này 20 nè. 20 ha, ở dưới đây thì có cái ủ bệ hết sức ha. Rồi. Cái này thì này hoành lớn dữ ha. Cái này cái hoành lớn 28 luôn ha. 28 hoành. Này 28 hoành luôn. Thì trung bình từ 20 tới 24 thôi nha. Có em này vượt khung ha. 21 hoành à. 1. Thì trực. Có em này dáng lắc cũng đẹp quá nè ha. Cái này cũng là 21 hoành á. 1 ha. Dạ. Có cái củ đẹp quá nè. Cho em cái quần em này cái lắc lắc đẹp nè. Này nè. Mấy này em khui đế có một vài cây sơ sơ cho anh em tham khảo chơi thôi nha. Anh này tới 25 hoành. 25 hoành đó. 25 hoành luôn ha. Rồi. Mấy em này chắc cũng cỡ 24 25 luôn rồi ha. Em này cũng vậy ha. Này cũng to to em. Mình giao lưu giá cả sao đây anh? 19 cái này em giao lưu giá 8,5 anh. 8,5 là bình quân phải không? Dạ, bình quân 8,5. Bao ship 200 hả anh? 100 anh. 100 hả? Dạ, 100. Rồi, hỏi cho chắc ha quý vị. Rồi, giá 8,5 ha. Bao ship là 100 km. Hoành thì 20 đến 24. Có em này là tới 28 vượt khung ha. Vượt khung luôn. Rồi, qua lô lô 2. Lô 2 nó có 16 cây nha anh. 16 cây hoành dao động từ nhiêu anh? Từ 15 tới 19 anh. 15 đến 19 ha. Dạ. Rồi, em này 17 nè anh. 17 ha. Dạ. Rồi. Gì nghĩa nè. Lắc lắc ha, cũng có củ ở trên không, không khai thác mà nó có cái củ sẵn ở trên ha. Cái lắc nó lá ra thấy cái củ như cái gì. Đó. Lô cho hoành em này có nhiêu anh? 17, 18 như hôm nay. Thì 18 ha. Ha. Dạ. Gần 19 luôn ha. Vì nghĩa đường thân luôn ha. Chắc em anh cho em cái hoành em này đi anh cơ. Anh cao nè, anh cao tay cầm đều nè. Dạ. Này cao tay cành điệu nha. Lật bỏ cái lá này những cái gì. Bên này 19 mấy nè. Rồi gần 20 luôn ha. Đo cao lên đó đó. Rồi chắc anh này nếu mình đo đúng ở dưới kia chắc là 20 ha. Nó còn ly nữa 20 đây. Rồi hoành từ 14 đến 19 ha. Phải không anh? Dạ dạ. À tay cành đều đều. 15 tới 19 nè. Này có bao nhiêu cây anh? Này có 16 cây anh. Giá sao anh? Giá 400 ngàn anh. 400 ngàn bao ship 100 km ha anh. Dạ dạ bao ship 100 cây. 400 ngàn rồi quý vị. Dán cũng lắc lắc ha.
có cụ đế ha. Cái này thì chưa khai thác gì ha. Dạ. Chưa khai thác mà nó có cụ sẵn hết trơn rồi nè. Rồi mình qua lô số 3. Số 3. Đây thì hơi ngược ngược chứ. 10 tới 14 nha anh. Quanh từ 10 đến 14 quanh. Dạ 10 tới 14, nó có 45 cây. 45 cây. 45 cây. Cho em cái quanh em này luôn đi. Này. Này 14 nè. 14 ha. À. Dạ dạ đây, dán lắc lắc dán lông không ha. Đây cành cũng khá quá nè quý vị. Có cái củ cũng dữ ha. Đây ha. 10 tới quanh 10 đến 14 nha quý vị. Này có nhắc lại có bao nhiêu cây anh? 45 cây. 45 cây. Dạ. Yeah. Đẹp đẹp ha, tay cành cũng đều không nè quý vị. Nói 10 chứ không có cây nào 10 nha anh. Anh thấy cũng bự bự không? Bự bự không. Dắt 12 đến 14 á. Này đa số chắc 13 14 nhiều dạ, 13, 14 không à. Để mình qua đây quay cho nó thuận thuận sáng cho quý vị xem cho nó dễ cái ha. À, mình giao lưu sao anh? Đây giá 220 anh. 22 bao ship là 100 km á. Dạ 100 cây. Này mình thấy thì đa số là 13, 14, 10 thì chắc để anh kiếm thử một cây nào nhỏ nhất kia quý vị. Đây. Đây có cây nhỏ nhất nè. Nhỏ nhất là em này nè. Chỉ thấy mình thấy em này là nhỏ nhất thôi. Nhỏ nhất luôn á, thiệt luôn á. Cũng 12 nhỏ nhất à. Cũng 11, 12. 11 ha. Đó, em đó là nhỏ nhất trong đám này rồi đó. Không có em nào nhỏ hơn em đó nữa. Rồi anh em giới thiệu như đây ha anh. Dạ như đây anh. Rồi. Này 220 ha. Dạ 220. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái lô nào thì cứ mạnh dạn alo anh Cường ha. Thì số điện thoại của anh Cường thì mình để trên tiêu đề đó quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.